em, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cụ Tài Gaming. Bữa giờ thì đi chơi quá anh em ạ, nên không có lên clip cho anh em coi, clip cụm như clip răng nha. Bây giờ thì có một mình tôi đánh độc lạ Bình Dương nha anh em. Tụi nó toàn quýnh tha với con Yuki không à, năm thằng tha. Năm thằng tha mình tôi con Châu anh em ạ. Ừ, mình tôi con Châu này thì tôi cũng biết game này sao đây. Năm tha hai Yuki nó cũng khá là khoai. Clip này thì không có kèm nha anh em, tại không đánh với Chiến cũng không đánh với chị Nhi. Rảnh rảnh rồi làm clip cho anh em chơi cũng như là quảng cáo một chút xíu về mua kim cương, mấy skin các thứ. Anh em nào có nhu cầu mua kim cương nè, mua skin nè, không skin thì không bán nữa nha anh em. Mua hội viên ánh sao, mua kim cương với hội viên ánh sao đi hợp với Cụ Tài Gaming. Hội viên ánh sao thì anh em có thể thấy được hội viên thường hay là hội viên VIP. Nó có hai giá này mà anh em mua cái nào cũng được. Rồi cái này chơi sao ta? Châu này chơi sao ta? Tôi thấy người ta quấn Châu này cũng dữ lắm. Tôi cũng muốn chơi thử rồi tôi không biết tôi chơi được hay không. Hên xui đi ha anh em. Nhân phẩm đi. Sao mà cờ nó xấu quá vậy? Chọn nào đây? Chọn bê lê đi ha, chọn bê lê cái đi. Gắn cái đai cho bê lê đi. Lấy về thì có thêm cả pháp sư với bất tử ha. Lấy con gì để ta? Tôi cũng biết lấy con gì nữa em. Nhìn này khó quá, chắc lấy sát thủ ha, lấy Natan. Chưa biết lấy gì anh em ạ. A Minh chứ nhầm, con A Minh. Phấn chấn thanh tẩy ta, phấn chấn thanh tẩy chắc tôi lấy cái phấn chấn đi ha. Tôi phải lấy phấn chấn đi. Hoặc là tóc biến để tôi coi cờ nó ra cái gì. Rồi, ra được thêm con này. Bắt thêm con này cái đi. Ok. Tyrod 3 tiền ổn hơn, cho Tyrod 3 tiền lên lấy phấn chấn cho Tyrod. Gắn đai cho Tyrod là đẹp. Hợp lý ha, hợp lý ha. Bán Odette đi, Odette không cần thiết, Odette không cần thiết. Đưa cái đai cho con Dairot này mà đúng không? Dairot cầm đai cho ta. Không biết Dairot nó cầm đai cho ta, nó cầm đai chưa nhỉ? Rồi, Dairot không ăn được mạng rồi. Nó phải ăn được tướng thì nó mới có lên tiền được. Còn không, không lên tiền nổi. Bên kia có Sele. Senna đam to nha, Senna thả hai con là hẹn hiệu. Thả con hiệu, chưa hiệu, chưa hiệu, xém hiệu, xém hiệu, xém hiệu, xém hiệu. Nó ông ta mình có tách quýnh lại xe lê ta, xe lê thả cái, ừ hay quá. Thắng được, may quá anh em. Được cái đai nào chứ vậy? Cứa đai gót được cái đai nào chứ vậy? Lấy giác đấu anh em ạ, đánh qua giác đấu. Giác đấu tên Linh ta. Từ đó tôi đánh tên Linh đi anh em. Ok, đánh tên Linh anh em ạ. Ok, mình sẽ chuyển sang mình đánh tinh linh nhé. Đánh tinh linh với lại dạ thú anh em ạ. Tinh linh dạ thú để ép bọn nó. Tinh linh dạ thú ép nhanh, ép bọn tha chứ không bọn tha nó mạnh lên là mệt á. Bọn tha nó chùm lên là mệt lắm luôn á, quải lắm luôn á. Bây giờ phải ép lẹ, ép nhanh nhanh nó một xíu. Thắng thì thắng được rồi, sao này thắng thắng được rồi. Ủa làm sao để biết nó thằng lên đai ta? Nó lên đai được cái đai nào cho ta? Không biết con Mia này có cái đai nào chưa? Đây đó cho chim cút rồi. Phải lê giác đấu à, phải lê phù thủy à. Má này vô thế vậy? Ép đánh giác đấu hả ta? Cấn gì đánh tinh linh giác đấu à? Chịu rồi, ép vô giác đấu rồi, tinh linh giác đấu à. Má vô cái thế rồi anh em, vô cái thế. Làm sao để mình biết ở đây có đai ta? Bao nhiêu đai rồi nhỉ? Không biết bao nhiêu đai rồi. Nãy giờ được bao nhiêu đai rồi ta? Hạ gục sẽ nhận một đai nè. Mà làm sao để biết bao nhiêu đai trên người? Chưa biết ở đây có bao nhiêu đai trên người. Chắc chẳng có cái đào nào luôn quá. Nghe nó quẹt cái bóng bay đội hình. Nổi không? Maya bắn được không? Bắn được, KO được một đai. À bây giờ nó được số 1 này, bây giờ nó được số 1 này. KO được một đai nữa. Hai đai này, hai đai, hai đai, hai đai, hai đai, hai đai. Ok, hai đai. À, có số 2 thì nãy giờ chưa được cái đai nào anh em ạ. Quýnh cả buổi trời chưa được cái đai nào, bây giờ mới được hai đai. Mừng vãi đái. Tinh linh kết hợp với dạ thú quá. Rồi, móng hút máu là chắc rồi đó. Được thì lấy móng hút máu.
Mày ra mà hút máu được là phê. Cho xin cái móng đi cá cào, cho xin cái móng đi. Ừ, cho xin cái móng đi, cái móng cho tôi cái móng, cho tôi cái móng. Ok, ngon luôn. Tuyệt vời đây mà. Mày ra được cái móng là tuyệt vời rồi. Mày ra cái móng nó bắn nó hút máu lại. Ráng kiếm mày ra 3, đánh tới lưng dạ thú phải có mày ra 3. Trời ơi, đã dữ vậy. Á, à, cờ ga đẹp dữ vậy. Cờ ga đẹp quá anh em à, má cờ ga đẹp quá. Cờ ra kiểu này phải bắt hết rồi. Đúng không, phải bắt hết rồi. Buộc phải lấy hết rồi, buộc phải lấy hết rồi. Để cấp 5 roll tướng nha, để cấp 5 roll tướng. Cờ này để cấp 5 roll tướng. Nó ông ta mày ra bắn được ông ta. Chưa được đai nào. Chết rồi, gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, bên kia nó còn hồi máu nữa. 900 máu, 1000 máu. Ừ, vẫn đang lên máu anh em, vẫn đang lên máu. Ok, được thêm một đai rồi, ba đai rồi. Giật cái, nổi không? Được một đai nữa, bốn đai, ngon, lên tiền anh em ạ, tuyệt vời. Má, lên tiền thì bắt tướng vô thôi chứ đợi gì nữa. Lên tiền bắt tướng vô thôi chứ đợi gì nữa. Tuyệt vời đây mà má, nice, 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 nice. Nice. Kiếm quả đất 3 cái đó. Cái này chưa cần thiết đâu. Má không ra mày ra luôn vậy. Tinh linh nè. Bỏ con điện đi, điện không cần anh em mà, điện không cần thiết. Bỏ con điện đi. Mày ra. Mày ra hai cái đi, mày ra hai cái đi ha, mày ra hai cái đi. Ok, lấy có gì bán tướng lấy 5 tiền. Ôi này cấp 6 luôn dữ vậy. Má này cấp 6 luôn gắt vậy bạn. Căng vậy bạn. Cấp 6 luôn là hơi căng đó nha. Á à, mày ra một sao bắn không nổi rồi. Một sao chịu không nổi gì coi. Lên một đai nữa ngon cơm. Hai đai nữa rồi lên tiền anh em à. Đã anh em à. Cứ nhảy đai là lên tiền, nhảy đai là lên tiền. Không chịu nổi rồi, không chịu nổi rồi, không sao. Lên tiền là được, lên tiền là được. Lên tiền là vui rồi, lên tiền là vui rồi. Kiếm Maya 3, bây giờ tầm này phải kiếm Maya 3. Khi nhận lượt đấu, nhận 6 vàng ở xứ chứ nhớ tốc đánh. Nếu mà thắng thì tăng thêm. À, cái này nổ đam. Những con trang bị lấy chắc lấy nổ đam anh em, lấy nổ đam. Lấy nổ đam. Cứ đánh thường nổ đam cái, đánh thường nổ đam cái. Ok. Kiếm Maya 3 là xong. Hết lượt này hắn roll, hết lượt này hắn roll. Phải kiếm được Maya 3. Bắt buộc phải có Maya 3 mới đánh được, không có Maya 3 là gãy. Tìm Maya 3 anh em, tìm Maya 3. Anh em nào coi clip anh em cho một nút like nha, một nút đăng ký kênh. Cũng như là ai có nhu cầu mua nạp kim cương hoặc là mua hộp ánh sao liên hệ với Tài Gaming Minh. Cảm ơn anh em rất là nhiều, thank you anh em. Gãy như ý luôn, tốt rồi anh em. Tốt rồi, gãy như ý rồi, nó kích nổ đam ác nữa. Hợp lý à. Mà tự nhiên ra Ngọc Giác Đấu nó tào lao ghê luôn á. Ra Ngọc Tinh Linh thì đỡ, Ngọc Tinh Linh, Ngọc gì nó cũng đỡ. Má Ngọc Giác Đấu chán liệt, Ngọc Đấu Sĩ là ngon rồi. Rầu. Rồi cái AK nè. Bên đây không cần rồi, Maya nè. Atlas nè, AK nè. Dyrod nè. Rock nè. Má còn cả Hilda nữa kìa. Còn cả Hilda nữa kìa. Cứ để cấp 6 Ron thôi, để cấp 5 Ron. Ron kiếm Maya 3 đó. Cứ Ron kiếm Maya 3 đó, trời gặp ngay hàng cấp 7 luôn ông nội ơi. Vãi chưởng gặp ngay bố cấp 7. Bắn nổi ông ta. Má gặp ngay bố cấp 7. Không biết bắn nổi không nữa, ráng mà bắn đi. Kiếm Rock 3 với lại Beric 3 nữa mới đủ. Ok, Maya đang bắn được anh em, Maya đang bắn được. Cố gắng bắn chắc chắn được. Ok, có đai. Cứ có đai là được, cứ có đai là được. Ok. Còn Maya nó cứ ăn mạng là ok, là ổn áp à. Bắt Hilda vào cái. Trời ơi, cả bắt thám nữa kìa.
tiên lên con róc, anh em con AK chắc chờ tầm này chưa cần đâu anh em. Ưu tiên con róc nè, con Beric nè, đó, ưu tiên con mấy con này trước. Ừ, ưu tiên mấy con này trước. Mày da nữa. Tạm thời vậy đi. Năm tướng mà chắc vẫn ổn mà, năm tướng chắc vẫn ổn mà. Vẫn kịch show được anh em ạ. Atlas nè, Atlas 3 nó giảm tốc đánh nhiều lắm. Má bắn nổi khứa này hôm nay, bắn nổi khứa lên hôm nay. Lên mạnh dữ vậy. Lên này căng vậy lên. Lên này căng ác nha, lên này căng ác nha, nhảy tiền rồi. Ok. Lên quẹt cái đi không? Ừ, hên quá chưa đi. Má may quá chưa đi anh em, 26 tiền em ơi. Ổn, 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 ổn. Cứ tiền lên là được, tiền lên là được. Ráng tìm góc 3 BL3 nó đẹp. Hai này lên 3 là xong. Mia nè. Rồi, không ra Maya nữa. Á, à, tìm Maya không ra Maya nữa. Khó quá ta, kiếm Maya không ra Maya ta. Có nhà nào chơi Maya không vậy? Ồ, không có nhà nào chơi Maya, roll ngoài không ra ta. Ráng roll thêm mới đi, ráng roll thêm mới đi. Giờ buộc phải tìm Maya 3, Maya 3 mới đánh mới ok được. Gặp này đội hình phép, có Alu 3, Alu 1, nhầm Alu 1. Alu 1 chém cũng mát á chứ. Mà mình có giác đấu mình bắn nó cũng ok đây mà. Bắn nó cũng có choáng. Kích nổ đam nữa. Một đai, hai đai, ba đai, thêm một đai nó đáng, thêm một đai là đẹp. Một đai nữa, bốn đai, ok, ngon anh em. Bốn đai ngon rồi, nhảy tiền. Cứ bốn đai nhảy tiền, cũng đai nhảy tiền. Nhảy tiền liên tục anh em ạ, má quýnh bài này nhảy tiền liên tục á. Bài này lên tiền phèo phèo phèo. Rồi lấy gì đây? À, gặp thương thủ à. Lấy sách ta, lấy sách lắp giáp gai cũng được, lấy sách lắp giáp gai đưa về lề cầm được. Lấy giáp gai đi. Lấy giáp gai đi, giáp gai đi. Lấy giáp gai đưa cho BL nó cầm, nó trâu lên được một tí. Ờ nãy quên lấy cái Berserker ha. Mới lấy Berserker đưa Maya nó cầm nó bắn nó gánh ha. Dở anh em, phải đó hơi dở. Maya nè, Rock nè. Maya nè. Maya nè. Ok, cứ Maya Rock làm tới thôi anh em. Đưa Atlas nó cầm này đi ha. Rồi đưa BL cầm đi. Xong con Maya 3 là mình sẽ lên cấp anh em ạ. Xong Maya 3 mình sẽ up cấp. Sẽ up lên cấp 6 bắt đầu mình roll tiếp. Mình roll mình kiếm con Rock với lại con Atlas, con Beric. Tìm hang đó. Xong rồi up cấp từ từ thả lên cho đủ thêm giả thú anh em ạ, thủ vệ. Ừ, thả lên từ từ cho đủ thêm thủ vệ. Phải thêm thủ vệ nữa. Gì? Luigi cầm gậy như ý hả? Luigi này chơi lớn vậy? Luigi này chơi gắt vậy, cầm gậy như ý hả Luigi? Đỉnh cao vậy. Bắn nổ không ta? Bắn này chắc được á, Maya 1, Maya 2 bắn nó không có si nhê lắm, bắn nó chưa thốn lắm. Dừng ở mức là bắn được thôi anh em, chứ lượng đam thì nó cũng phải là quá nhiều anh em ạ. Bắn không nổi, nổi không nổi, nổi 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 nổi. Ok. Ráng điền con Maya nó Maya 3 rồi. Rồi, Maya 3. Rock nè. Phải kiếm con Rock nữa nè, phải kiếm con Rock nữa. Chắc up cấp đi hả? Up cấp giờ cũng đâu quăng ra được gì. Up cấp quăng thêm được con Maya 3 chắc đủ gánh. Thắng thì khỏi bán đai rốt, thua thì bán đai rốt. Thắng rồi, lượt này thắng rồi anh em, lượt này thắng, không biết nhảy tiền ta, chắc nhảy được Maya nó phải bắn được 4 đai thì nhảy tiền. Một đai nè. Bắn được 4 đai ta. Đai. Trời, hồi máu nhiều vậy. Hai đai, được hai đai rồi, hai đai rồi.
ba đai rồi, ba đai rồi, bốn đai, ok, nhảy tiền đã anh em. Nhảy đai nữa kìa, nhảy đai cái nữa coi. Ôi không được rồi, bốn đai thôi, không nên tham nữa. Ok, đang cháy nè, mấy thằng tha kia nó triệt tiêu lẫn nhau, tăng tốc đánh ngon nè anh em, tăng tốc đánh ngon nè. Rồi lấy tăng tốc đánh là trắng rồi đó, chắc chắn là phải lấy tăng tốc đánh rồi đó. Kiếm rock nè. Cai bê lê rock lên, bang đai gót thay bê lê. Giờ phải up thêm được một cấp nữa, up thêm được một cấp nữa, up lên cấp 7 này mà tạng rock mình lên 3 rồi, cấp mình lên 3 mà up lên cấp 7 là đẹp, up lên cấp 7 quăng con hiu đao, quăng qua cai rồi nữa cho nó có 4 thủ vệ, hợp lý không? Quá hợp lý anh em, vô thế liền, vô cái thế liền, đúng không? Vô cái thế liền. Tụ năng lượng hả? Tụ năng lượng nó Nobelix là chùm nè. Hay ngọc đông vũ ta, đông vũ mình đưa mây da ngọc đông vũ hả? Bây giờ mình quăng qua cai, bỏ đây đó thấy kiếm rồng. Hai con rồng. Bỏ con đây rót nè, quăng này lên lấy ngọc đông vũ nè, trường lửa nè. Đấy, hợp lý không? Hợp lý không? Vậy nó vô cái thế không? Nó vô cái thế hơn không? Úp cấp cái nữa, úp cấp cái nữa, quăng thêm đựng con ra nữa. Nó lại chuẩn bài nè, nó lại chuẩn bài. Chết mẹ rồi, bỏ lộn đồ rồi. Má bỏ lộn đồ quả này rồi. Mà chắc không bú quả này đâu, quả này chắc không bú đâu. Nghĩa quả này chắc không bú đâu. Ừ, quả này chắc không bú đâu. Trời, quỷ gốc nó cầm cái gậy như ý nó tán à. Tán đúng lẹ luôn á, coi nó tán à. Nhanh vãi chưởng. Có bắn kích nổ thì nó sẽ kích nổ ra được, nó sẽ lia được cái vàng ngộ không pha ke này. Ok, ba đai đi. Tiền quá trời luôn, má tiền lên vèo vèo, má đúng kiểu hết tiền luôn á. Tiền lên nhanh vãi. Cài nè. Giờ 26 đúng không? Quăng Hilda ra cái đi ha. Quăng thêm Hilda ra cái đi. Đó. Bốn con này đòi bốn con thủ vệ rồi. Đai thì quá trời rồi, quá trời đai cho Maya rồi. Maya bắn là lên tiền liên tục. Rồi cái đi ha. Rồi chơi giải trí. Không, rồi chơi giải trí, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì đấy rồi, nó chơi để làm gì? Up 2 cấp nữa 6 thủ vệ chùm luôn. Ráng kiếm 2 cấp nữa 6 thủ vệ. Hay đánh 4 này ta, 4 giấc đấu ta. 4 giấc đấu thì tăng thêm đam, 4 giấc đấu tăng thêm đam. Chắc không cần giấc đấu đâu nhờ. Như đây là đủ ok, đủ win này. Bắn hết rồi, mà ra bắn hết rồi. Má tiền lại lên anh em, tiền lại lên, tiền lên veo veo anh em ạ. Trời ơi, má tiền như hát tiền, cứ một round lên 4 tiền, một round lên 4 tiền, chịu gì nói. Hết cứu rồi. Tầm này team bạn hết cứu rồi. Đánh con trâu mà đi với cái này thì quá đã anh em ạ. My axe begs to differ. Trời, thêm một con bê lê nữa chùm mày. Xong rồi, một con bê lê nữa kìa. Trời ơi, đội hình gì rồi, tiệm bạn chịu gì nổi, đội hình gì tiệm bạn chịu gì nổi. Đội hình vậy thôi, tiệm bạn ngủ đi. Má, cái vàng tha này một mình con trâu tôi xử lý con tha này hết. Con trâu tôi xuất bay đầu tha anh em. Đúng kiểu con trâu này tôi xuất bay đầu tha. Làm sao mà đỡ được, làm sao mà đỡ được. Đấm hết anh em, má ba con ba sao. Trời ơi, tha với chúng tôi, tướng 5 tiền với chúng tôi hả? Mày tướng 5 tiền với chúng tôi hả? Mày nhắm mày đi được vàng tinh linh không? Ờ, như ly được nha, ờ, như ly được nha, được không? Nổi không? Ly nổi không? Ly nổi không? Mày nhắm mày đi được cái đàn vàng tinh linh của tao không? Ba con tinh linh thôi. Ba con tinh linh thôi, bắn hơi bị ác. Bắn hơi bị ác. Lên dĩa, thằng tha lên dĩa rồi. Lên ông ta. Chắc là lên dĩa được.
Được, lên dĩa, lên dĩa anh em, lên tiền anh em. Nó vừa lên dĩa mà mình vừa lên tiền nữa. Tuyệt vời anh em ạ. Bye, tha với chúng tôi. Một thằng ra đi. Còn quá nhiều thằng tha nha. Má sơ sơ anh em nhìn kìa, còn 4 thằng tha. Phải chướng một mình tôi với 4 thằng tha. Má nhức đầu liền, nhức đầu liền, nhìn là thấy nhức đầu liền. Mang tha lấy tướng rồi, mang tha này không lấy cọng lót đâu. Cái cọng lót của mình chắc luôn anh em, cái cọng lót của mình nữa. Ngọc Ngọc Giác đấu thơm quá kìa. Má Ngọc Giác đấu thơm quá kìa. Ngọc Giác đấu thơm vãi. Buộc lấy cọng lót rồi. Kiếm con ơi. Đây. Ok, kiếm con nữa, nâng cấp nữa là xong anh em, bây giờ nâng cấp nữa là xong. Con AK nó đẹp. Giờ tôi up cấp anh em ạ, tôi để tiền tôi up cấp, tôi lên 6 con thủ vệ cho máu nó trâu. Cho máu nó trâu lên trước mình tính tiếp. Đúng không? Hợp lý không? Khả năng cao game này top 1 anh em, khả năng cao. Cũng hên xui nha, hên thì top 1, xui thì chịu. Được cái quấn bài này nhiều tiền, má tiền nhiều vãi chưởng. Căng nha, má căng nha, biết được ta. 11.000 máu, rút máu nhanh quá. Đội hình bên mình bị rút máu nhanh quá. May nha, bắn hồi máu lại, bò dạch cũng khá là đẹp. Ok, được anh em à, được. Được nha, may nha bắn lên tiền, được nha, may nha bắn được nha, may nha bắn ổn nha. May nha bắn là ổn nha. Trời ơi, nó lại chuẩn bài anh em. Nó lại chuẩn bài anh em à, thằng kia cút rồi, nhìn là biết thằng kia cút rồi. Tới lượt quái kiểu gì cũng lên cấp. AK lên, đó. AK lên 3 luôn rồi, AK lên 3 để AK lên tăng. Để AK lên trên tăng trước. Cứ thằng nào 3 sao cho lên tăng trước. Hết lượt quái mình hẳn up cấp anh em. Rồi anh chả ra gì hết. Hết lượt quái mình up cấp nha. Lượt này lượt nữa mình up cấp anh em ạ. Lượt này lượt nữa là mình lên được 6 con thủ vệ rồi. 6 con thủ vệ, 3 con tinh linh. À, vàng 3 sao, 5 con 3 sao. Ráng kiếm Hilda 3 nó đẹp. Quăng lôi ta lên nữa là xong. Quăng lôi ta lên nữa là chắc là chùm. Không biết chùm gì thôi. Bên kia băng 3, Alu 3. Ôi má Alu 3 mạnh vậy. Alu 3 mới vô chặt ác vậy. Ê đi nha, ê đi nha, ê đi nha, ê đi nha. Không đủ đội hình đi á. Đi ta, Alu 3 khỏe thế. Alu 3 khỏe thế. Maya bắn hồi máu, Maya bắn hồi máu. Về lên ti ra. Có đa, Maya bắn hồi máu được. À nó xịt ghê vậy, gọt bên kia xịt ghê vậy. Được anh em, được anh em ơi, bê lê đam kìa. Má đam bê lê kìa, 86.000 giảm ăn chưa. Má bê lê đam 86.000 giảm ăn chưa, Được anh em, Bây giờ phải lùm cái đồ kháng phép. Phải lùm được một đồ kháng phép. Hết lượt này up cấp anh em, bây giờ không roll nữa, phải up cấp lên 6 con thủ vệ. Phải có 6 con thủ vệ đó. 6 thủ vệ nó tăng nhiều máu lắm. Tăng tới nái luôn á. Bò đang 7.000 máu nha, để mình coi thử con bò. Bây giờ mình check thử con bò 6 thủ vệ có nó nhiêu máu nha. 7.000 nè, vô trận nó thành bao nhiêu máu nha. Lát hồi bỏ rồng ra sau anh em, hết lượt up cấp bỏ rồng ra. Trời ơi, 17.000 máu, mang lên 17.000 máu, bò 12.000 máu, giả mang chưa? Atlas 19.000 máu. AK, chắc cũng 21.000 máu, má AK 21.000 máu. Phải cả trưởng. Hợp lý đó anh em, đánh gì hợp lý á. Trời ơi, ngọc xạ thủ nữa hả? Lấy đóng băng đi bê lê. Cấp cái vừa đủ tiền. You can't escape the inevitable. Một máu được róc hả ta? Một máu được róc nó cầm. Đóng băng được bê lê. Rồi để coi giờ máu đội hình lên được nhiêu nha. Hay một máu được cho bò ta? Đưa bò đi em, một máu đưa bò đi. Ok. Giờ tàn nhập tướng 5 tiền 3 sao mà. Thằng này không chơi tướng 5 tiền hả? Thằng này chơi về đội hình bình thường hả? Nó quýt tha mới cấp 7 à. À lên cấp 8 rồi.
Maya bắn được thì win, Maya không bắn được thì gãy. Đơn giản vậy thôi. Maya đang bắn ổn này mà, Maya đang bắn ổn. Bò cũng dặm được, bò cũng khá là trâu. Bò 14.000 máu, trâu phết. Dặm, hay, dặm được phát. Rồi hết nhiệm vụ, nằm đi bò. Vàng thủ vệ mình trâu ác má, vàng thủ vệ trâu ác lắm, vàng thủ vệ trâu ít có ác lắm. Trời ơi, 31 máu chứ nhiêu đâu, lên dĩa liền, lên dĩa liền. 31.000 mà, 31 máu chứ nhiêu đâu, ít mà, sương sương vậy thôi. Giờ Ron chơi cho vui. Giờ Ron chơi cho vui em. Giờ Ron kiếm Hilda 3 đồ, bò 2 đồ chơi nhá. Giờ Ron đồ kiếm tướng đồ chơi. Còn 2 thằng hả? Còn 2 này ngày sắp gọt 3. Hết rau này gọt 3. Phải giết được nó. Ủa má gọt 3, bò 3, ngủ không 3. Má vả vậy, 2 thằng y chang nhau luôn. À thằng này được 4 tướng, này được 4 tướng, kia 3 tướng. Chết mẹ tôi rồi, tôi không biết tôi sống nổi không nữa. Không biết tôi chịu nổi hàng khứa này không nữa. Gọt 3, gọt 3 rồi. Ngộ không 3. Bò cũng 3. Trời ơi, gọt nó xịt ghê vậy. Má, gọt xịt ác vậy. Bắn được không ta? Ừ, bắn được, gọt xịt. Nổi không? Má chắc đi quá, gọt xịt chắc đi quá. Không ổn rồi, ngộ không nó còn hồ máu nữa, anh em ngộ không nó hồ máu nữa, không chịu nổi rồi. Gọt xịt đi rồi anh em ơi, gọt xịt đi rồi, thua rồi anh em ơi. Thua 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 thua, gãy 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 gãy. Thua rồi thua rồi, má hai này nó triệt tiêu nhau thì được. Hai này nó gặp nhau, nó lụm nhau thì được, thì mình cầu vậy thôi. Má đúng là cái bài tha chó lét thiệt chứ. Hoặc là bây giờ phải kiếm thêm xạ thủ mới được. Ừ, bây giờ phải kiếm thêm xạ thủ anh em. Phải có ngọc xạ thủ, quăng thêm con xạ thủ nữa mới được. Nó mới đủ đam giết mấy cái lũ đam để mà lụm mấy con khứa này. À, đổi góc Maya coi. Không ổn rồi, không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi. Hai này nó gặp nhau đi, hai này gặp nhau thì hên xui mà đánh được. Trời ơi, luôn nó tán kìa. Má thứ gì mà chịu nổi. Ôi alu nó tán kìa. Ôi trời ơi alu nó tán kìa ông nội ơi. Ông nội alu nó tán ghê vậy, nó hồi máu ghê vậy. Rồi xong gọt nó xịt là chứa đi thôi. Má hàng này nó không triệt tiêu nhau luôn hả? Thiệt vậy luôn hả? Vậy chết tôi rồi, cái bài tha này khốn nạn quá anh em. Má về lấy là thua. Vậy nó vô bài cái là thua. Bài xúc vật phết. Ê kiếm giảm sao ngon nè. Buộc phải lấy kiếm giảm sao rồi, buộc phải lấy rồi. Má ngọc xạ thủ cũng ngon nữa mà buộc phải lấy kiếm giảm sao rồi, không lấy kiếm giảm sao rồi gãy. Đúng không, không lấy kiếm giảm sao rồi gãy. Nãy lấy gì giờ? Lấy kiếm giảm sao, bắn giảm sao đó lại. Khó, khó, má khó. Fret not, you can't dis- Where to next? Hilda lên 3. Ok, có kiếm giảm sao, không biết bắn nổi không đây. Bây giờ phải có rồng 3. Rồng 3 lôi ta 3 nữa. Rồi con bò 2. Là mình full tướng 3 sao luôn, mình full tướng 3 sao là mình vẫn thua hả ta? Má cái đồ hình những con tướng 5 sao này khó chịu thiệt chứ, tướng 5 tiền khó chịu chứ. Mấy cứ bò ngộ không với gọt nó đủ win mẹ rồi. Trừ giảm sao được bò. Giảm sao được ngộ không không? Bây giờ giảm sao được gọt thì ngon. Gọt bị choáng. Ừ gọt nó xịt được 1. Má gọt nó xịt lẹ quá anh em ạ. Giảm sao được gọt không ta? Giảm sao được, giảm sao được. Ơ giảm sao được win nha. Giảm sao được win nha, win á, win á, win á, giảm sao được là win á. Win được, win được, win được nó anh em hai. Tuyệt vời anh em ạ, má tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Giảm sao được là win, giảm sao được là win. À
Má không ra ăn bò luôn vậy? Nó bò ba hết rồi lấy gì đâu ra bò cho mình. Quên, này bò ba mẹ lấy gì ra bò cho mình. Ron chỉ cho mệt. Đúng không? Ủa bò vẫn còn 8 trên 9 con mà. Làm sao bò vẫn còn 8 trên 9 con mà. Vẫn còn bò mà. Sao kiếm gồng lôi ta không được. Không ra bò ra gồng lôi ta cũng ok. À đổi góc rồi, đổi góc rồi anh em, đổi góc rồi. Nó đổi con gọt quanh kia rồi. Má đổi gọt quanh kia không dám sao được con gọt rồi, thấy mẹ rồi. Dám sao được bò, con bò đi trước nè. Ừ, bò đi trước nè. Gọt đang xịt rồi. Ừ, dám sao được, ok, đỡ, đóng băng một cái thứ. Bắn gọt, dám sao gọt không, dám sao được gọt rồi, dám sao được gọt rồi, win luôn á, win luôn á. Quyết được gọt hai sao xin nhớ anh em, gọt hai sao lỏ, gọt hai sao lỏ. Má hên quá ra được cái kiếm giảm sao cũng đó. Hên vãi này mà. Quyết. Tuyệt vời. Không có kiếm giảm sao mình gãy anh em, không có kiếm giảm sao mình gãy. Một mình tôi chấp nguyên bài thà. Tuyệt vời. Quá. Ok, top 1 anh em ạ. Anh em coi clip anh em nhớ cho một like nha. Một nút like, một nút đăng ký kênh cũng như là ai có nhu cầu mua hộ viên ánh sao hoặc là nạp kim cương liên hệ với của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ai có nhu cầu kỳ thuê liên hệ tôi luôn. Cảm ơn anh em. Thank you anh em. Còn bây giờ thì xin chào. Và hẹn lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye. Bye bye. See you. Chúc anh em một ngày vui.